Sau 4 tháng giãn cách xã hội theo nhiều cấp độ, thành phố Hồ Chí Minh đã cho phép nhiều ngành nghề lĩnh vực hoạt động trở lại từ ngày đầu tháng 10. Sau một tháng nới lỏng hoạt động, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành bổ sung những quy định về các phương án phòng chống Covid-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh khu công nghiệp. Theo đó, quy định người lao động phải tuân thủ nguyên tắc 5K và giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi làm việc tại cơ sở sản xuất kinh doanh. Theo đó, người lao động ở các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp phải đảm bảo một trong các điều kiện tiêm vaccine đủ liều, tiêm ít nhất một mũi vaccine và phải có kế hoạch tiêm mũi thứ hai đã khỏi COVID-19. Xe chở lao động phải được khử khuẩn sau mỗi lần đưa đón, lái xe và phụ xe phải tiêm đủ liều vaccine, kiểm tra thân nhiệt và yêu cầu người lao động rửa tay trước khi lên xe. Xe được chở đúng công suất nếu người lao động tiêm đủ hai mũi. Riêng người lao động tự di chuyển phải cam kết tuân thủ 5K. Để kiểm soát nguồn lây từ bên ngoài, tất cả người ra vào doanh nghiệp phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, người liên hệ công việc phải ghi rõ phạm vi di chuyển bên trong trụ sở. Cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức cho người lao động ăn theo ca, phân luồng giữ khoảng cách 2m có vách ngăn. Nơi làm việc phải thông thoáng, thường xuyên khử khuẩn, bố trí dung dịch sát khuẩn tại các khu vực rửa tay.